Dạ con xin mến chào tất cả quý cô chú, chào mừng quý cô chú đã quay trở lại với kênh ha. Hôm nay tiếp tục con mời quý cô chú ghé lại vườn của em Nhật tại xã Vinh Thới, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp để xem một số cây trong vườn của em cũng khá là đa dạng ha cô chú. Con mời cô chú gặp lại em ha. Rồi em chào Nhật ơi. Dạ chào anh Khánh, chào toàn thể với cô chú anh chị mình đang xem kênh bonsai Lộc Tỉnh miền Tây nha. Thì ngày hôm nay nhà vườn con cũng có một số cây để giao lưu với cô chú anh chị mình, cũng như là sơ ghi hái siêu trái mai chiếu thủy, linh sam, sam hương, chú miệt quế với càng thanh nha quý cô chú anh chị, với được hai cây cốc thái. Thì con cũng xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị mình những clip vừa qua đã ủng hộ nhà vườn con, và cũng con cũng rất mong là clip này cô chú anh chị mình cũng ủng hộ nhà vườn con, là cũng như ủng hộ đăng ký kênh để kênh ngày càng phát triển luôn nha quý cô chú. Thì rồi mình là vô luôn em ha. Dạ con vô cây mã số 1 luôn nha. Mã số 1 là một cây sơ ghi, tổng chiều cao của cây là được 39, tổng tán là nó được là 35. Con đo bà neo nha, bà neo là được 13 nha quý cô chú. Dạ. 13 sen. Tổng bình đế là nó được là 53. Cây mã số 1 này có giá là 550 ngàn. 550 thôi em hả? Dạ 550. Một cây series ha cô chú. Rồi đổi giúp anh luôn. Thần chậu lâu rồi em hả? Dạ cây thần lâu rồi. Này có cây một cái cây mai chiếu thủy dáng độc độc luôn chú. Đó cây phía trong mà. Tiếp theo đây là cây mã số 2 là một cây bông giấy Mỹ nha quý cô chú. Rồi giấy Mỹ. Cây này con đã vô định hình một nước dây cho quý cô chú anh chị mình này. Tổng chiều cao của cây là được 49. Và nó vị trí này là được 34 nha quý cô chú. Cây bông giấy Mỹ mã số 2 này có giá là 750 ngàn. Cái củ này anh thấy cũng khá sạch sẽ em ha. Dạ củ này là không có bị một vọng gì hết nha quý cô chú. Sạch cây 100% nha. Nay về quý chú mà muốn sạch nó chịu khó rửa nó lại cái ha. Dạ. Như cái củ này nó cũng rất là dài. Dạ. Một nước dây. Giá là 750 ngàn nha quý cô chú. Dạ 750. Rồi đổi luôn em ơi. Có cây mai chiêu thủy ha. Dạ mai chiêu thủy cây dáng quái. Tiếp theo đang lên cây mã số 3 là một cây cốc thái siêu trái nha. Này có cốc nè. Dạ. Cây này giá chỉ có 350 ngàn thôi nha quý cô chú. 350 thôi. Dạ. Dòng cốc này thì chiều cao là 26, vành là 41. Đây vành 41 cm nha. Rồi. Cây mã số 3 này có giá là 350 ngàn nha quý cô chú. Cốc thái siêu trái. Cốc thái siêu trái. Siêu kéo mặt hẹo luôn quý chú ơi. Dòng mà nó kéo mặt hẹo rất nhanh. Rồi đổi giúp anh luôn những ha. Số 3. Tiếp luôn. Tiếp theo đây là cây số 4. Số 4. Cũng là cốc thái siêu trái luôn nha quý cô chú. Dạ. Cây này thì to hơn em ha. Dạ cây này cây to này hơn. Hình thù nó cũng độc đáo chú ơi. Hoành ở vị trí này là nó được 52 nha quý cô chú. 52 cm. Tổng chiều cao là được 38. Cây mã số 4 này có giá là 400 ngàn. Con bao ship toàn quốc luôn nha. 400 thôi quý chú ơi. Dạ 400. Rồi tiếp tục luôn. Rồi con xin phép đổi cây. Tiếp theo đây là cây mã số 5 là cây miệt quế. Đây con chia sẻ với cô chú anh chị mình là cái nhánh này nó bị tuột nha quý cô chú. Nhánh này nó đã chết rồi, cô chú anh chị mình chốt cây này về có thể mình làm mà cây lũa một bên nha. Còn bên đây là nó ra nó sống khỏe nha quý cô chú. Cây thì hoành rất là to, tại vì nó bị tuột cái nhánh bên đây rồi, thì con quay lên con bán cho cô chú anh chị mình ai biết làm lũa cây đó. Thì mình chốt về mình làm lũa nha. Cái này phong cách lũa rồi quý chú ơi. Dạ phong cách lũa nha, cây mã số 5. Chơi phối theo phong cách lũa. Và nó vị trí này của cây là được 63 nha. Tổng chiều cao của cây là được 70. Dạ. Cái nào mình báo luôn ha. Dạ. Đó. Đây, nó bị tuột luôn cái rễ chỗ này nha quý cô chú. Đang xen mạch lũa và mạch sống ha cô chú. Cô chú anh chị mình chốt về mình làm một cây lũa, mình chơi một cây lũa nghệ thuật nha. Rồi cây nguyệt quế mã số 5 này có giá là 1,5 triệu nha quý cô chú anh chị. 1,5 triệu đồng. Con bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú nha. Dạ đo rồi, đây đo lại cây nó cho quý cô chú anh chị mình xem rõ ràng hơn nha. Đây. Bằng nhiêu đây? Là nó được 62. 62. Để con đo cái đường kính mặt bầu luôn nha. Đường kính mặt bầu là được 44. Rồi, 1,5 triệu em ha. Dạ, giá là 1,5 triệu.
tiếp tục. Rồi con xin phép đổi cây. Tiếp theo đây là cây mã số 5. Số 5 là một cây Việt Quế thành phẩm nha quý cô chú. Cây này đã được ép trong cái chậu này nó cũng rất là lâu rồi. Tổng chiều cao của cây là được 50. Tổng tán là được 58. Và neo vị trí này là được 22 nha. Còn con đo chạc xuống dưới đây là được 30. Rồi. Rồi cây mã số 5 này có giá là 1 triệu 2 nha quý cô chú. 1 triệu 200 ngàn, con bao phí ship toàn quốc nha. Dạ rồi, 1 triệu 2. Dạ 1 triệu 2 rồi, con đổi luôn, cây luôn nha. Luôn chậu luôn em. Dạ ship luôn chậu luôn. Để rồi. Nó cũng chạy cây cho nó quý chú. Rồi đổi luôn. Rồi cây cục gì đây, gừa ha. Tiếp theo đây là cây mã số 6 là cây gừa bông nha quý cô chú. Một cây gừa bông. Cây rất là to luôn quý cô chú. Mình có thể cắt lại tùy thích ha. Dạ. Tổng và nó vị trí này là 78, con tính 70 thôi. Chị hao cho quý cô chú đi. Con đo ở trên đây luôn là nó được là 52. Tổng chiều cao là được 40. Cây gừa bông mã số 6 này có giá là 2 triệu rưỡi nha quý cô chú. 2 triệu rưỡi. 2 triệu 500 ngàn đồng, con bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình nha. Rồi đổi giúp anh luôn. Tiếp tục là một cây cần thăng mã số 7 nha quý cô chú. Cây này có bộ cũ cũng khá heo chú. Nó sổ xuống. Để sổ nơm rất là dài. Rồi. Tổng chiều cao của cây là được 47 nha. Tổng tán dài là được 59. Còn tán ngang là được 40. Hoành cổ eo ngay vị trí này là được 19 nha, 20 yếu cũng tính 19 thôi. Dạ. Còn hoành củ đặt ở đây là được 34. Hoành cục đế sổ của nó là được 51. Chiều cao bộ đế nơm là được 22 nha. Cây cần thăng mã số 7 này có giá là 1 triệu 800 ngàn đồng. 1 triệu 8 em ha. Dạ 1 triệu 8. Luôn cái chậu luôn hay sao? Dạ ship luôn chậu cho quý cô chú anh chị mình đem về chơi nha. Ship luôn chậu, cái bộ đế nhìn cái mặt này rất là đẹp. Đây, luôn chứ. Bộ đế rất là đẹp luôn quý cô chú. Chi cành nó cũng lớn đó nha. 1 triệu 8 luôn cái chậu. Dạ 1 triệu 8 ship luôn chậu cho quý cô chú chị mình nha. Chậu mấy trăm rồi cô chú. Dạ cái chậu này cũng tầm khoảng 250 ngàn à. Không lấy chậu thì cứ nói em nhận mình trừ tiền ra. Dạ. Rồi, cũng xin phép bớt đổi cây nha. Dạ rồi, đổi luôn nha. Tiếp tục luôn. Tiếp theo đây là cây mã số 8 nha quý cô chú. Số 8, một cây hồng ngọc mai. Hồng ngọc mai. Hồng ngọc này cũng rất là già. Cây nó rất là già luôn quý cô chú. Xương thì nó dày đặc hết trơn. Này tự nhiên em ha, không có vô dây gì hết trơn ha. Cái này là tự nhiên, đặc biệt là cây nó rất là già luôn. Đang cho bông luôn nha quý cô chú. Đây, mặt bông rất là đẹp. Và neo vị trí này của cây là được 13 nha quý cô chú. 13. Con đo chịch xuống dưới đây là được 20. Còn tổng vành đế nổi là được 54. Chiều cao bộ đế nơm là được là 15 nha. Tổng chiều cao được 37. Còn tổng tán được 40. Cô chú anh chị mình chốt cây, con sẽ ship trọn bộ cho cô chú anh chị mình luôn nha. Cây hồng ngọc mai mã số 8 này có giá là 1 triệu 800 ngàn đồng. Dạ 1 triệu 8 ha. Dạ 1 triệu 8. Rồi đã rõ em ơi. Đổi luôn. Tiếp theo đây là mã số 9. Mã số 9. Dạ là một cây sam hương. Này là dòng sam hương Đài Loan nha quý cô chú. Cây là sạch cây 100%, chỉ có những cái hẹo mặt cắt, còn những hẹo đầu cành này thì nó cũng liền rất là nhiều rồi nha quý cô chú. Dạ sam hương Đài Loan. Tổng chiều cao của cây là được 25. Hoành con đo tại vị trí này là được 34 nha. Còn con đo dưới đây là được 44. Cây mã số 9 này có giá là 1 triệu 600 ngàn đồng. Dạ, rồi, 1 triệu 6 em ha. Dạ, 1 triệu 6.
tiếp tục luôn. Sam hương nữa. Tiếp theo đây là mã số 10 cũng là cây sam hương luôn. Mấy cây sam này cái mặt cắt nó kéo cũng này, khá mà là cắt mạnh, nó kéo rất là mạnh luôn quý cô chú. Tổng chiều cao của cây là được 34. Cây này con thấy cái bộ đế nó đẹp. Hoành ở vị trí này là 32. Đế đặc. Hoành chạc của nó là được 47. Cây này là đế đều 24 giờ luôn nha quý cô chú. Đây mặt tiền nằm bên đây đây. Đây rất là liền bệ nha. Cây mã số 10 này có giá là 1.400.000 đồng nha quý cô chú. 1.400.000. Cây đã được nuôi tay cành rất là to rồi quý cô chú. Đang đo hạo thử một tay cành cho cô chú anh chị mình tham khảo nha. Là nó được 19 này nha quý cô chú. Dạ. Đây rồi. Rất là to luôn. 1.400.000 đồng. Cây mã số 10. Rồi, đổi luôn giúp anh ha. Số 10. Số 11. Đây, okay. Tiếp theo đây là cây 11. Mai chú thủy. Cây này là lá lớn nuôi da đen nha quý cô chú. Tay cành cũng rất là to rồi. Dáng quái em ha. Dáng quái. Mã số 11. Dáng đổ nhưng mà đổ cũng lạ lắm quý chú ơi. Bay lên rồi bắt đầu đổ xuống. Bay lên đổ xuống nha. Con đo mạnh ở vị trí này đi là được 13. Cái mình dài giống như con thú của nó là nó được là 13 luôn nha. Đo cái chiều bay đi. Chiều bay từ gốc ra luôn là được 48. Cái này mình chơi đơn giản nhưng mà nhìn nó từ đây xuống đây là được 34. Cũng nét luôn chú. Chân ghế thì nè. Nó cấm vậy nè. Cây này cô chú anh chị mình chốt về mình nuôi thêm cho nó thành phẩm mấy cây luôn là nó rất là đẹp nha quý cô chú. Rồi. Cây mã số 11 này có giá là 650.000. 650 thôi em hả? Dạ, 650.000. Con bao ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình luôn nha. Dạ. Cây dáng độc quá chú. Cây dáng rất là độc lạ luôn quý cô chú ơi. Rồi, 650 thôi. Dạ, 650. Rồi, đổi giúp anh luôn. Tiếp theo đây là cây 12. Là một cây mai chiếu thủy trung nu nha quý cô chú. Trung nu. Dạ. Cô chú anh chị mình chốt cây con sẽ ship trọn bộ luôn cái chậu nha. Còn nếu như mà cô chú anh chị mình không lấy chậu thì con sẽ bớt tiền cái chậu lại. Chậu đẹp quý cô chú ơi, chậu này đẹp hợp với cây luôn nè. Cái cây này là nó đã liền mặt thẹo hết rồi nha quý cô chú. Sạch cây 100%. Liền bích mặt thẹo hết rồi ha. Dạ, mặt thẹo bích hết rồi, không có còn mặt thẹo nào hết. Dạ, rồi. Mấy này là do rong quý chú, về mình lấy cái bàn chải đánh răng hay gì đó. Chà ra cái là nó sạch. Nhẹ nhàng ra cho sạch sẽ lại. Tổng chiều cao là 21. Tổng hợp tán là 27. Và nó vị trí này là 19 nha. Dạ, 19. Cây trực lắc mà phơm tàng đa. Rồi, rồi cây mã số 12 này có giá là 800.000. 800 luôn cái chậu quý chú ơi, chậu đẹp lắm. Chậu rồng. Mà chậu mỏng. Đây chậu phỏng nha quý cô chú. Chậu tròn mỏng. Nó rất là hợp với cái cây luôn quý cô chú ơi. 800. 800 cho cây mã số 12. Rồi, hỏi em ơi. Tiếp theo đây là cây mã số 13, cũng là mai chiếu thủy trung nu nha. Trung nu. Dáng trực siêu. Cây này cũng được nuôi lâu rồi em ha. Dạ, cây này nuôi lâu rồi, mặt hẹo nó cũng liền hết rồi quý cô chú. Rồi. Đây, mặt hẹo trên này nè. Đây, bích luôn những cái hẹo đầu nó đã liền hết rồi. Dạ. Tổng chiều cao của cây là được 28. Tổng tán dài là được 38. Và neo là được 18 nha. Đây 18 sen 19 mà chiều hao tính 18 à. Vành cũ là được 24. Rồi. Rồi cây mã số 13 này có giá là 700.000. 700 thôi em ha. Dạ 700. Con bao ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình nha. Rồi tiếp tục luôn em ơi. Cái này mình nghiêng nghiêng chút xíu nữa mình chơi lùa này, lại cũng được. Đúng rồi, mình chuyển dáng gì mình chơi cũng vẫn được nha quý cô chú. Rồi. Cây trực siêu cũng được, chơi cành nó đầy đủ hết. Tiếp theo đây là cây 14. Cây này là linh sam song hình lá chung nha quý cô chú. Lúc trước chủ cây nó ghép đây hết một cái bo là nó ghép linh sam 86 nha. Ghép 86. Dạ. Cây mã số 14. Cây này đã được nuôi tay cành cũng rất là lâu rồi. Tầm khoảng 5 năm mà với đó quý cô chú. Tổng chiều cao của cây là được 32. Tổng tán dài là 30. Và neo vị trí này là 17. Rồi.
Còn con đo chùm xuống đây là được 32 nha. Cốt đùi đây là được 11 cm nha quý cô chú. 11 cm. Cây nuôi cái đót nó muốn kéo, nó kéo hẹo dữ lắm, mạnh luôn nè quý cô chú. Cây mã số 14 này có giá là 800.000 đồng. 800 em ha. Dạ 800. Linh Sam Song Hinh. Có cái cành số 2 là người ta ghép cái hàng dòng 86 vô thôi, còn tất cả ở đây đều green hết. Nếu như mà cô chú anh chị mình không thích chơi ghép đó thì có thể mình lóc ngang đây. Mình chơi lại một cây Song Hinh green nha quý cô chú. Mình nuôi cái cành số 2 lại. Mã số dạ 800, mã số 14. Rồi, con xin phép đổi cây. Rồi, tiếp tục luôn. Này có mấy cây sam cũng khá là già. Tiếp theo đây là cây 15. 15. Cây này cũng là cây Song Hinh mà người ta ghép 86 nha quý cô chú. Song Hinh ghép 86. Tại vì lúc trước cái dòng linh sam 86 nó đang hot đó, thì chủ cây người ta ghép vô. Cây trực lắc rất là đẹp nè quý cô chú. Cây này nhìn rất là phê luôn. Còn thôi giờ chơi cây hôm mai mốt sau này gió lùa cũng được. Dạ mình chơi lùa cũng vẫn được. Chiều cao là 13. Tổng tán là 30. Lấy trực lắc lại cũng được. Và neo là 18. Con đo chùm xuống dưới đây là được 27. Cây mã số 15 này có giá là 950.000. Dạ, 950 nè. Dạ. Nó có cái cành này nè. Này chơi bay, có cành chơi bay cả. Gió lùa. Còn thôi mình rút lại thì mình chơi trực lắc. Rất là đẹp cây luôn quý cô chú ơi. Dạ. Rồi, đổi giúp anh luôn. Tiếp tục luôn. Tiếp theo đây là cây 16. 16, một cây sam nữa. Dạ, cũng Song là sam Song Hinh. Cây này cái mình nó vặn vặn vậy đó em ha. Dạ, cây này nuôi cũng rất là lâu đời nha quý cô chú. Nó vặn vặn vặn. Nó già cù cái cây luôn. Nói chung là độ già thì có. Dạ, cái độ này, già cái này có. Giữ là cái này cái bể đó cũng có. Dạ, nguyên một cái bể luôn nha quý cô chú. Cây này bể đặc. Tổng chiều cao là được 34. Và nó vị trí này là 23. Vành bể ngay đây là nó được 35 nha quý cô chú. Tổng phân tán là được 35 luôn. Cây mã số 16 này có giá là 1 triệu đồng. Cây này cô chú anh chị mình chốt về mình lợp cái tàn ra rất là đẹp cây nha quý cô chú. Okay. Tại vì tay cành nó được bẻ sửa từ nhỏ tới lớn rồi. Rồi đổi giúp anh luôn ha. Tiếp theo đây là cây mã số 17. Cũng là mã số cuối clip của con ngày hôm nay nha quý cô chú. 17 cuối luôn ha. Dạ cuối clip. Này là linh sam Song Hinh luôn nha. Cái này anh thấy cũng có nguyên cái bể cũ. Dạ. Ở dưới to. Cái này nguyên bể, bể cũ. Cái này lúc trước người ta trồng trong cái giót nhựa lớn á quý cô chú. Bây giờ là rễ là nó đặt xuống tới dưới đây luôn nha. Dạ. Rồi này chơi đa thiên nhiên cũng được. Dạ mình chơi dáng đa thiên nhiên rất là đẹp. Tổng chiều cao là 37. Tổng tán là được 44. Và neo vị trí này là được 31 nha quý cô chú. 31. Rồi vành bể đây là nó được là 43. Rồi tổng hết cái cục đó rồi. Tổng hết cái cục để nổi là được 70. 70. Đây những cái tay cành này là những tay cành nuôi không nào quý cô chú. Hồi đó người ta cắt phôi người ta nuôi nha. Cây tay cành có sẵn hết rồi rất là mau chơi. Về cô chú anh chị mình trồng trong vòng 3 tháng nó ra cái phơm mình điểm một bước dây là được rồi. Dạ nhưng mà nó nhờ những cái tay cành nó kéo lại thì nó cũng khá là bít vô em ha. Dạ. Rồi mã số 17 này có giá là 1.200.000 đồng. Con bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình nha. Cây này thì rất già. Dạ, rất là già cây. Mấy phía trên này thì mình về mình ngắm nghía mình tự cắt lại ha. Dạ. Cái này cũng như là con lọc trừ hao thôi. Thì cô chú anh chị mình chốt về rồi mình làm theo cái ý thích của mình nha. Cắt gọn cho nó dễ. Sau đó mình vô chậu lại luôn. Dạ. Có thể mình dạt mỏng là mình vô cái chậu mỏng mình chơi luôn nha. Bể đặt ở dưới luôn. Rồi. Rồi, cuối clip con cũng xin kính chúc quý cô chú anh chị mình có một ngày mới là tràn đầy sức khỏe và thành công trong cuộc sống nha. Con xin mến chào và hẹn gặp lại. Dạ, rồi con cũng kính chào quý chú ha. Xem kênh nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để tiếp tục cập nhật theo dõi những clip mới ha quý chú. Con xin chào và hẹn gặp lại những clip tiếp theo.